Ấy chiều, xin chào tất cả 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý 1v1 và cùng nhau xây dựng những đội hình siêu bá đạo nha. What the fuck man. Làm ơn đấy. Anh em thấy cái gì ở đây hay không? Nếu như mà cái cọc này nó lại ra cho mình một ấn thần tài nữa thì sao ạ? À đập boom. What the fuck? Game này chơi bằng gì đấy anh em ơi? Chúng ta chơi bằng nhân phẩm nhá. Tôi sẽ lựa chọn một cái bùa tốc độ đi. Wow. Tôi thề với anh em luôn ấy. Chưa bao giờ mà tôi vòng 2.1 có được như này. Vai cả trưởng. Wow. Rất là bất ngờ luôn. Tôi sẽ lắp luôn để cái huyết kiếm này đi. Trận này nếu mà tôi có 7 thần tài sớm thì sẽ như thế nào anh em ơi? Như nào đây à? Giờ tôi chỉ cần úp cấp thôi, không cần làm gì nhiều. Tầm này là cứ xóa lấy 2 tiền này. À, một con Janna. Ủa Janna là Long Vương mà. À, tôi lại bán. Sân số mấy? Số 1 tiếp à? Sao lại số 1 hoài vậy? Có 7 thần tài đâu mà số 1 hoài vậy? 2.1. Gần như đây là một cái mà rất là khó tin. Nó trùng hợp một cách bất thường luôn anh em ạ. Tại vì sao? Huấn luyện người đá và hình nộm lãng du, khi mà cùng một game đã thấy khó rồi. Nhưng đây lại là nó lại cùng ấn thần tài và ấn Long Vương cơ. Quá gớm luôn. Cái này kéo tôi đánh một cái vũ 1000 số, anh em có tin không? Anh em có tin không? Không tin thì kệ anh em. Chơi vậy thôi chứ 1000 số thì nó rất là khó. Khó lắm. Tôi sẽ cố gắng làm một game đấu siêu phẩm và mãn nhãn thôi. Lại một trang bị tạo tác nữa. Ui. Vọng âm Luden. Dây chuyền tự lực. Áo choàng diệt vong. Dây chuyền tự lực. Hôm nọ tôi chơi cái dây chuyền tự lực này cho Riven rất là khỏe. Mà tôi chơi một lần rồi. Đang phân vân phết giữa cái này và cái này. Lấy cái này đi. Riven tanh luôn. Cho nó ở vị trí này nhá. Số mấy? Số 4 à. Giờ tôi thấy là khó thua về cái mà độ hình này của tôi rồi đấy. Thua sao được đây anh em? Mà thua thì càng tốt. Thắng thì chả sao. Đấu sĩ này, thần tài này, Long Vương này. 2.1. Đây là một game đấu cực kỳ hiếm có. Hiếm có anh em ạ. Bây giờ công việc của anh em mình rất là dễ thôi. Là đi tìm những vị tướng mà thần tài còn lại. Kiểu anh em mình tìm con Joey, Chitana và con Timo, thêm một con Annie nữa thì tuyệt vời. Bây giờ anh em lấy cái này, anh em lấy đi. Thế là đòn. Tôi sẽ ưu tiên mà chỉ cái mẹ mà nhiều tiền đó, 3 tiền. Garen 2 à? Cho vui cô. Lên cấp không nhỉ? Lên cấp không? Thôi bây giờ chắc cũng chả cần lên cấp đâu. Tích tiền cho nó nhiều tí, lên cấp một lần cho nó đã cái tay.
Tuấn Vũ, Hắc Ám, Nhà Khoa này. Ô, Bùa Thăng Hoa Kobuko. Gớm thế. Đây là Huấn Vũ với đội hình Hắc Ám đang rất là mạnh ở meta. Gần như cái cọc của anh em đa số là đều đẹp cả. Ngày này có một cọc Hắc Ám và Thuật Sĩ đánh Alune là quá tuyệt vời luôn. Ngày này giúp cho Riven bất tử đấy anh em ạ. Hay à, mạnh nhờ. Top 1 100 máu. Đổ vũ thần tài siêu cấp VIP Pro 5 tiền 3 sao mãn nhãn. Vào cái này đi nhé nhìn nhé. Soraka thì cho phung chắc. Đầu tư một chút tiền để lên level. Mà không, chắc không cần đâu. Mình thấy là không cần. Tại vì tôi đã mạnh căn bản rồi. Đã mạnh ở giai đoạn đầu rồi. Đấy là đó. Thèm chưa. Ai mà không thích cái cọc này được anh em. Một người chơi đấu trường chân lý cả nhiều năm qua thì tôi đấy thấy đây là một sự gọi là nhân phẩm vãi. Wow, nhà này khỏe tết. 5 sử gia ở khả năng thua nhé. Tôi không bảo Vivian. Vivian có hạ gục được không? Khó hạ gục của Vivian luôn ấy. Tôi bảo với anh em rồi, Vivian dây chuyền tự lực này gớm lắm. Bất bại. None will escape my grasp. Riven 2. Cho này ở đây. Giờ chắc cũng chả cần đi check map. Mà thực sự bây giờ ấy, tôi đánh cũng không chủ quan được, nhà này cũng khỏe nha. Và dạo gần đây là anh em xem trong thầm lặng đi ta. Anh em xem để lại cho tớ một comment như nào. Tôi biết anh em vẫn đang xem. Chứ thấy ít comment quá. Để lại cho mình một ý tưởng cũng được. Mà không anh em không biết comment gì thì cứ để lại cho tớ một dấu chấm. Để có gì tôi lấy tương tác ủng hộ tớ. Rồi. Không có gì đặc sắc thì tôi sẽ cho con này vào. Con này chắc không cần đâu. Wow, một cái quyền năng à. Chơi luôn sợ cái gì. Dân chơi mà phải rén anh em nhỉ. Cái này cho nó tăng thêm tí tốc đánh đi. Nhà Khoa này 6 đấu sĩ à. Kobuko này nhìn cũng gớm lắm anh em ạ. Nhưng để xem nào. Gặp chưa? Chưa gặp. Tôi đang phải đối đầu với một mình. Anh đây. Anh chạy à? Một mình anh chạy à? Nhà đấy cũng xong đấu Long Vương. Quá khó chơi với con Vivian này. Mình nghĩ là nếu mà tôi để con Vivian này nó ở tuyến đầu ấy thì team mạng sẽ bị trừ rất là nhiều máu. Đây là một cái điều mà tôi hơi sợ. Vì sợ là game đấu này sẽ kết thúc quá nhanh và tôi chưa làm được cái điều gì hay ho cả. Vương miệng của sử gia. Quỹ phòng hộ cộng. Ai cha. Quỹ phòng hộ cộng nha anh em nhé. Đang xanh quá. Hôm nay nó cứ xóa thoải mái đấy. Mấy tiền? 2 tiền. Con số 2 à? Cái này vào đây. Bây giờ mình muốn thua quá à. Mình muốn thua để lấy chuỗi thần tài và đồ vũ. Nhưng mà theo anh em thì có đáng không? Thế tôi bán máu như thế này nhá. Tôi sẽ sắp xếp sao cho đội hình của tôi nó bị yếu nhất. Mấy ông này cùng làm mấy ông này cũng hạ ổn được vài quân thì cũng đỡ máu đúng không?
để con Riven lên tuyến đầu ấy cân ghê lắm anh em, mà thua được thì càng tốt. Đang muốn thua đây này, Timo có rồi, còn thiếu Yori hoặc là Chitana thôi. Có thua à? Chà, ông này Dyna 2 sao không bao giờ lại được con Riven của tôi, hứa với anh em rồi. Ngay mà, nhưng mà cũng đỡ được tí máu đúng không, để một mình Riven để cân hết. Dyna 2 à, có nên úp không? 100 tiền rồi, bây giờ mà mình kẹp 5 thần tài vào thì cũng chẳng có khác biệt gì mấy ấy. Úp đi. 5 thần tài vào thì nó hồi máu 2 máu thôi. Nhưng mà tôi có bị mất máu đâu. Tôi bị mất máu đâu mà chơi anh em. Tôi đang muốn đối đầu với nhà khoa này nắm luôn. À nắm, lắm luôn. Mà chưa gặp. Wow, Van Galio nhìn trâu thế. Dừng này. Yeah. Ủa đây nào các bạn ơi. Thầy xếp vừa nào thì có thăng hoa này. Đây là 2 sao cái tanh đúng trâu. Đáng máu cũng đỡ được phần nào đấy. Giờ lên level 7 thì tôi không chắc là tôi có thể tìm được con Anie đâu. Không chắc các bạn ạ. Nếu mà có Anie sớm hơn thì ngon. Dyna Sombra. Thôi tôi cứ lấy mấy con mà nhiều tiền thì về tôi bán thôi. Bây giờ tôi level 7 chắc chắn ra được Anie tôi lên luôn đấy. Soraka 2, xóa nha anh em nhé. Timo, Soraka 2. Cứ lên đi. Liều một chút không nhỉ? Tôi muốn game này có 5 tiền 3 sao các bạn ơi. Tiền 3 sao thì sẽ có đấy. Ôi mày có giết khổng lồ. Nếu mà thắng được tôi thì hay. Đúng rồi, hạng một con Buko về cái Dyna trước đi. Đấy, đánh một con kia sau. Con Queen nổi luôn. Anh em tôi thấy là cũng update tương đối rồi. Lên cấp 8. Có Buko thăng hoa này. Chắc là mình sẽ phải nhường anh em ạ. Mình sẽ phải nhường ấy. 48 tiền để có thể lên cấp 8. Tôi sẽ nhường. Tôi sẽ bán máu anh em ạ. Nhưng mà bán máu ở round quan trọng này tôi không sao cả. Tôi sợ là end game sớm thì nó hơi chán. Round sau là tôi sẽ à đó, ở vòng 4 chấm tôi sẽ tìm 7 thần tài sớm luôn. Bán Dyna đi 2 sao đi thì khả năng cuối rất là cao. Nhưng với Riven dây chuyền tự lực này nó biến thái thế. Biến thái thôi rồi luôn anh em ạ.
cả team bạn đánh từ nãy đến giờ. Ây à, không thể thua nổi. Nó phải bán con Riven này đi quá. Joey đi rồi. Bán đâu anh em? Mình muốn bán lắm luôn ấy. Không đùa đâu. Bán hồi lại máu cũng sướng. Ui cái gì đây, đừng bảo sách chuẩn ấn. Oh my god. Sách chuẩn ấn nữa tôi khóc. Level 8 rồi. Tôi sẽ roll tìm ui. Anie thôi mà. Nhớ ra 5 tiền nữa được không? Đây, 7 thần tài. Yeah. Ôi mình cho quên cho họa sư vào để vẽ. Mà level 8 rồi. Tôi nhiều năm tiền chưa. Mỗi trận thua tôi được bao nhiêu? 13. 13 thần tài. Ok, đây tôi cố tình thua nha anh em nhá. Để lại thì công hiến làm một game siêu phẩm đi. 13 này. Chắc chắn là mình sẽ thử vận may liên tục và không ngừng nghỉ. Đây là trận đấu đầu tiên mà mình thua. Pandora. Bộ đôi bùng nổ. Từ phương tiếp viện, tôi lấy tướng 5 tiền mà. Và ấy đi. Tầm này thì chắc cũng không cần đến con này nữa. Để cho họa sư vào vẽ Lissandra. Sẽ ôm hết những vị tướng 5 tiền để mình chơi nhá anh em nhé. Vuốt rồng. Lắp một chút đồ đi. Ô, có một ấn thần tài nữa. Hình như là 7 thần tài nó phát quà anh em ơi. Nó phát quà. Đừng chín thần tài sớm mà. Nhà này chỉ có mỗi cái ấn thần tài thôi, được chín thần tài luôn rồi. Mấy trận này lên được mấy tướng 5 tiền 3 sao. Ui, Agumu thăng hoa rồi vẫn không lại tôi á. Ui, và này ok thế. Điên thái điên luôn. Huy 36 vẫn thua. Cái gì mà hàng chờ đã đầy á. Biết lấy cái gì hàng chờ. Cái này đi. Janna. Thì có gì tôi sẽ tìm lại Janna. Nhà này khỏe đây. Ui, hai cái bùa thăng hoa ạ. Sớm thế. Nhà này tôi đi hơi sâu. Nhà này đồng sĩ trâu quá anh em ạ. Ôi, hai con quỷ. Hai con quỷ thần ơi. Bao nhiêu máu? 12 máu đi. Thoải mái. Cái gì đây?
Thêm một trang bị thành phần phòng thủ. Ông nào cầm có 5 tiền nào thì chắc là mình sẽ bỏ ra một tí. Để xác định là không chơi và không ôm luôn ấy. Giờ mà chúng ta ôm vào thì có lên 3. Như tầm này vẫn chưa ông nào mà có được 5 tiền đâu. Một mình anh đây thì như chưa có xong đấu thôi. Nhìn này cũng chưa. Mấy anh ta có một nhà có set rồi. Vẫn may liên tục nha anh em nhé. Vàng. Level 9, level 10. Mà nhà này hình như sắp bay rồi. Nhà nào có set? À, nhà này sắp có set nhưng sắp bay rồi. Ôi, nhà có Irelia, tôi sẽ không lấy Irelia nữa. Nhà này có set, cũng làm cây thần tài cho được ạ. Galio tanh rất trâu. Set phiên bản thần rừng này ghê này. Ok đấy. Rồi nhà thua anh em ạ. Ai da, đừng có đi mà người anh em. Trời ơi, đi luôn ạ. Tiếc thế. Kéo phải bỏ Riven đi á. Mạnh quá. Ôi, nhà này cũng cầm set cho nên là đi cũng được. Thử vận may đấy anh em nhé. Một cung giáp máu. Đổi tôi cũng lắp luôn cho nó đỡ bị dính. Chờ lố mất một tiền. Nhà này nhiều anh em chơi hắc ám meta nhở. Nhà này Udi à. Udi về Ire. Cha cha. Tôi cũng phải đắn đo đấy. Gặp bản sao thì mình cần phải thắng. Ôi, có giáp lửa cái. Xong rồi luôn, thua đẫm luôn. Nghe không biết là gặp bản sao. Mà biết trước này thì đã giàu rồi đúng không? Cố lên đi gần. Bỏ u đi nhá anh em nhé. Không phải có ive với cả đấy đâu. Đang lên được đâu. 95 số. Tiếp tục thử vận may này. Bây giờ thử vận may là auto ra số 1 các bạn ạ. Ủa nhà này sao ta. Bay màu luôn à. Đây. Tôi có mỗi Riven gánh team ở trên thôi mà. Gậy. Cậu không có thể lên này. Lissandra 2. Cho con này ra ngoài đi. Một cái giáp máu nữa. Wow. Rắc cầm đồ à. Tôi không muốn rắc cầm đồ anh em ạ. Như thế thì đôi khi là nó có thể win ấy. Rồi xem nhà khoa nào. Nhà khoa này khỏe mà. Đúng không? Này khỏe quá. Lắc tí cho cô kéo thời gian. Xe vào sau vẽ được Lissandra 2. Hai mươi tám số.
bắt đầu thì đau rồi. Tôi cứ nhường đi chút nữa mình win lại, không sao cả. 123. Nhường sâu sâu một tí rồi anh em mình tí win lại chắc cũng không sao đâu. Không lo. Distance ra 2, con này ở đây 2 đây mà. Cố lên nào. UD 2 IRE rồi á. Không phải cầm cả UD á. 9 song đấu à. Gớm nhở. Đứng tầm ngộ không của tôi nha. Ground Tour. Sẽ bán tầm full vai để win luôn. Win được không? Có. Ui, đau vết 155. Giờ chắc mình sẽ cho một vài những con 5 tiền mà cho nó gánh đỡ một tí. Thua nhưng mà cũng đừng để thua nhiều quá anh em nhé. Mà cũng không nên thắng. Hoạn sư này. Cái BF Sojin. Fate hunts you today. Cho con này ở đây. Không thắng nhưng cũng không thua. Nhà này còn Nai mà đúng không? Ôi nhà này khỏe, tôi lắp một cái Soji nhé. UD2 cơ mà. Ôi mạnh vai. 18 máu luôn à. Gớm thế. Ai à. Cảm giác thấy đau đít rồi đấy. Rakan Lissandra. Rakan cũng được anh em ạ. Chỉ có một nhà này rất là khỏe thôi. Con này 3 con cơ. 191. Phải chờ đến 250 số anh em ạ. Họa sư 2 cũng được. Cho này vào tí nhé. Mình sẽ cho con Ganna vào đây. Ngộ không mày bắt à. Hai ngộ không ngồi mắt Lissandra nữa không. Nhưng mà không roll 5 tiền ở giai đoạn này thì ông kêu ông ấy bắt hết. Mình sẽ phải roll nhé anh em nhé. Bỏ UD, bỏ Inve. Sẽ có thể lên đúng không? Đi lên. Phải bắt list phải ra ở tôi. Rồi con này win lại. Xếp cho một cái đắp máu. Mình cho nó chất. Mình không roll ở nhà này, roll mắt vài con là mình khó lên lắm anh em ạ. Nói thật ý. Một round nữa thì mình sẽ xóa. Xếp Nazir. Please. Okay, so we're doing. Set. Wouldn't wish my fate on anybody. Ngộ không. Huyết kiếm à, cho ai đây? Dây chuyển tự lực. Nhà này thì tôi thấy là cũng có thể chơi được. Bắt lúc bằng ra bắt ngộ không ạ. Hay là 9 xong đấu rồi mà đúng không?
tham chi. Tôi còn mấy con lít nữa nhỉ, nhưng mà còn nhiều. Ông này bắt một con thôi. Ui, mấy con này nó trâu vãi. Hay pha này dọa không biết được cái gì. Ui, hình như là tướng 5 tiền 3 sao anh em ạ. Nhìn lắm. Ui, đi về các con này 3 à. Cái gì đấy. Họa sư này. Ừ nhá. Chết rồi, mất hai con 5 tiền 3 sao rồi. Mất ông. Đừng có mất mà. Ừ, nó vẫn ở đây. May quá. Ôi, xôi phải. Cái này vào đây lại. May thế. Hai con họa sư này. Họa sư 3 luôn này. 22 máu. Tôi sẽ cho ngộ công nó nhốt lại đi anh em ơi. Set Irelia tôi không lên được. Sao đi à? Ngày bay màu rồi. Đủ tiền qua dưa luôn à. Xem con nào mà ông bị ông kia bắt thì tôi sẽ đẩy luôn. Set 3. Dã đi này nhé. À dưa thêm này. Từ nha, tôi lắp đồ cho nó hơi ấy một chút. Lissandra còn mấy con. Ông này bắt ngộ không ba, tôi vẫn nổ ra ngộ không rồi. À, ông này cũng không bắt Lissandra nữa rồi. Uri 3 18 máu. Ui, nhà này bay màu rồi. Uri thì xóa nha anh em nhé. Azir và Lissandra luôn à. Bán thần tài đi đây. 5 thần tài. We are made by our choices. Never. Azir 3 này. Fix the plan. We have a plan? Không có nào nữa. Udi. Một con Rakan nữa. Để vẽ Rakan đi. Ui, mạnh quá. 20 máu một round. 25, 28. Lissandra này, ok. Nhà này lên được Irelia bao. Tôi không bắt. À, nhà này bắt Set ạ. Set anh em ơi. Vậy sao mà lên được set 3 đây? Legends are told in word and deed. Xin. Xin set với. Bán cái này cho ông đấy.
Như cửa hàng của tôi bây giờ chỉ có Irelia thôi. Một con set nữa tôi sẽ lên set 3 đúng không anh em? Suýt nữa thành siêu phẩm rồi. Bán set đi bro. Set. Mình không thể nào mà nhường tinh như này đó. Thôi GG. Như vậy thì cũng đã quá mãn nhãn rồi anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi video này của tớ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Đừng quên dập nút like nha anh em ơi. Bye bye.